Chào các con đã đến với kênh Pineapple Center. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần thứ hai của Unit 2, đó chính là hỏi và trả lời về quốc tịch của một người. What nationality are you? Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe cuộc hội thoại giữa cô giáo và Akiko nhé. A. What's your name, please? My name's Akiko. B. Where are you from? I'm from Japan. C. What nationality are you? I'm Japanese. Trong cuộc nói chuyện giữa cô giáo và Akiko, có hai câu hỏi mà chúng ta đã được học, đó là What's your name? Tức là hỏi tên. Where you from? Hỏi bạn từ đâu đến. Và có một câu hỏi mới, đó chính là What nationality are you? Nghĩa là con là người nước nào? Với câu hỏi về quốc tịch thì các con hãy sử dụng các từ vựng về quốc tịch mà chúng ta đã học nhé. Bây giờ cô và các con hãy cùng nhau ôn lại các từ vựng về quốc tịch, sau đó chúng ta sẽ thực hành câu hỏi này nào. Malaysian hoặc Malaysian. American. Australian. English. Japanese. Vietnamese. Nào, bây giờ mình hãy thực hành hỏi và trả lời hai câu này cùng cô nhé. Các con lặp lại theo cô nào. What nationality are you? What nationality are you? Và chúng ta sẽ trả lời rằng I'm, sau đó là quốc tịch, hoặc là I am và quốc tịch. Ở sau dấu ba chấm này, các con hãy điền quốc tịch của mình vào nhé. Cô ví dụ như mình là người Việt Nam thì mình sẽ nói là I'm Vietnamese hoặc là I am Vietnamese. Bây giờ cô sẽ mở rộng mẫu câu này cho các con nhé. Nếu như chúng ta muốn hỏi cô ấy hoặc anh ấy là người nước nào, chúng ta hãy thay thế hai chữ are you thành is she hoặc là is he. Và mình sẽ có hai mẫu câu mới, đó là What nationality is she? Và What nationality is he? Đối với câu trả lời, chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Đó là chúng ta sẽ thay I am thành she is hoặc là he is, và sau đó là quốc tịch nhé các con. Cô ví dụ hai câu hoàn chỉnh, đó là she is Japanese và he is American. Bây giờ các con hãy đọc lại các câu hỏi và các câu trả lời này một cách thật to, thật rõ ràng cùng cô nhé. What nationality are you? I am Vietnamese. What nationality is she? She is Japanese. What nationality is he? He is American. Great job! Now it's time for listening. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bốn cuộc nói chuyện giữa các bạn Hà Kim, Mai, Linda, Tony, Nam và Akiko. Ở lượt nghe đầu tiên, các con hãy lắng nghe thật kỹ, xem các bạn đến từ quốc gia nào hoặc là các bạn là người nước nào. Sau đó chúng ta hãy chọn số thứ tự phù hợp nhé. 1. Hello, I'm Hakim. Hi Hakim, I'm Mai. Nice to meet you. What nationality are you, Mai? I'm Vietnamese. 2. Hello, I'm Linda. Hi Linda, I'm Hakim. Nice to meet you, Hakim. Where are you from? I'm from Malaysia. 3. Hello, I'm Linda. Hi Linda, nice to meet you. My name's Tony. What nationality are you, Tony? I'm Australian. 4. Hello, I'm Nam. What's your name? My name's Akiko.
Nice to meet you, Akiko. What nationality are you? I'm Japanese. Ở lượt nghe tiếp theo, các con hãy nghe lại từng câu và viết lại những gì mình nghe được vào vở. Sau đó, các con hãy nhìn lên màn hình để kiểm tra xem mình có viết chính xác không nhé. 1. Hello, I'm Hakim. Hi, Hakim. I'm Mai. Nice to meet you. What nationality are you, Mai? I'm Vietnamese. 2. Hello, I'm Linda. Hi, Linda. I'm Hakim. Nice to meet you, Hakim. Where are you from? I'm from Malaysia. 3. Hello, I'm Linda. Hi, Linda. Nice to meet you. My name's Tony. What nationality are you, Tony? I'm Australian. 4. Hello, I'm Nam. What's your name? My name's Akiko. Nice to meet you, Akiko. What nationality are you? I'm Japanese. Vậy là mình đã học xong nội dung quan trọng nhất của bài học ngày hôm nay. Bây giờ cô và các con hãy cùng nhau hát bài What Nationality Are You? Sau đó mình sẽ kết thúc bài học nhé. 1, 2, 3, 4. Hello! What's your name? My name's Mai. Where are you from? I'm from Vietnam. Vietnam. Where in Vietnam? Hanoi. Hanoi. What nationality are you? Vietnamese. Vietnamese. Hello. What's your name? My name's Akiko. Where are you from? I'm from Japan. Japan. Where in Japan? Tokyo. Tokyo. What nationality are you? Japanese. Japanese. Tang tang. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các con hãy ôn lại bài học ngày hôm nay thật kỹ trước khi chúng ta bước vào bài học tiếp theo nhé. Nếu các con thích video này, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cô và cập nhật các video mới nhất nhé. Bây giờ thì tạm biệt các con. Goodbye. See you next time.